làm sạch vị trí lắp đặt. Lưu ý không được xé màng hút không khí này. Đặt cốc hút lên gương và xoay để khóa. Cài đặt lại gương tròn nhỏ, góc điều chỉnh tùy ý. Cốc hút rất ổn định, chắc chắn không bị rơi ra. Có thể nhìn thấy lốp xe, lùi xe rất dễ dàng. Tăng tầm nhìn, lái xe không còn hoảng sợ. Đậu xe tiêu chuẩn, bạn đã trở thành tài xế chuyên nghiệp. Trong xe bạn có thể điều chỉnh góc nhìn theo ý muốn.